Tôi chưa từng thấy đám hải tặc nào như này, 3 tháng trời không cướp được bất cứ thứ gì, cả đội hải tặc mấy chục người chỉ ăn cá khô với mực nướng, đến mức tàu địch đi ngang qua cũng chỉ tưởng là tàu đánh cá của ngư dân. Nhưng vận may run rủi thế nào, đám hải tặc hài hước này lại biết được nơi chứa kho báu hoàng gia, và tạo nên một hành trình tìm kho báu hết sức hài hước. Câu chuyện bắt đầu năm 1388, tướng Chơ Rong bị đánh bại và bắt giữ, vương quốc Goryeo sụp đổ. Nhân cơ hội này, một tướng lĩnh vơ vét của cải hoàng thất mang theo lên tàu bỏ trốn ra biển. Thời gian sau, có một chiếc thuyền bị đắm, chỉ còn lại một đám đạo tặc vật vờ sắp chết ngoài khơi. May mắn thay, lại có một tàu khác đi ngang qua cứu, đó là tàu hải tặc do nàng He Giang dẫn đầu. Nhìn thấy gái sinh nam chính, lập tức nuốt nước bọt từng ngực. Tuy là hải tặc nhưng 3 tháng nay vẫn chưa cướp được gì, cả tháng trời chỉ ăn cá khô với mực nướng, nên mọi người thèm thịt lắm rồi. Đang lúc đói ăn, vô tình lại thấy một tàu hàng đi qua, cả nhóm hét lên sung sướng chuẩn bị xông lên cướp. Nam chính Gomuchi ngày xưa vốn là đệ nhất kiếm, cuối cùng cũng có cơ hội để trổ tài, nhưng không ngờ đến lúc nhảy sang thuyền đối phương, cả nhóm lóng ngóng rơi hết xuống nước, làm tụi hải tặc cười sái quay hàm. Nhưng Gomuchi lúc này vẫn muốn thể hiện, kết quả rút thanh kiếm làm đồng đội rơi luôn. Thế là chỉ còn mình anh ở lại chiến đấu với địch. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nữ tướng hải tặc He Giang đu dây sang giúp, ném cho Gomuchi thanh kiếm, không may lại trúng vào chim. Để xem đệ nhất kiếm thể hiện thế nào nhé. Cái gì kìa? Quả nhiên Gomuchi có kiếm trong tay như hổ mọc thêm cánh, lướt qua vài chục tên địch nhẹ tựa lông hồng. Phút mốt đã hạ đao ván tất cả, ta là đệ nhất kiếm Gomuchi. Nữ hải tặc cướp được thuyền cứ nghĩ sẽ có đồ ăn, không ngờ thuyền phó báo ra không có miếng thịt nào cả, làm đám hải tặc thật sự là không thiết sống nữa. Đúng lúc này một cậu bé xin tha mạng, nói rằng thuyền này đến đây tìm kho báu. Cậu bé mới chỉ cho cả nhóm bản đồ kho báu hoàng gia, ngay lập tức đám hải tặc dương buồm đi tìm kho báu, có vàng rồi sẽ tha hồ mua thịt mà ăn. Nhưng khi cả đám còn đang nghiên cứu bản đồ, Gomuchi bất chợt lại nhìn thấy một con bò. Thôi giờ thịt bò là ngon nhất, kho báu gì thì cũng phải bỏ lại phía sau. Thế là Gomuchi dẫn theo anh em xông lên, mà không biết rằng phía trước là một đàn bò điên đang lao tới. Kết quả là cứ như vậy bị đàn bò hất tung xuống vực, đúng là sống vô dụng chết cũng vô ích ghê. Nhưng may mắn làm sao Gomuchi vẫn còn kẹt lại vách đá, hơn nữa lại còn kiếm được chiếc ngà voi, trên đó có vẽ bản đồ kho báu. Nhưng lúc này nữ hải tặc rất tức giận vì Gomuchi tự ý hành động, một núi không thể có hai hổ, một đám hải tặc không thể có hai thủ lĩnh. He Giang chỉ đồng ý cho Gomuchi làm phó tướng. Gomuchi kêu anh em nào theo ta thì ở lại, kết quả là tất cả đám đàn em đều bỏ theo He Giang. Thật đúng là lũ khốn bất nghĩa, đến người anh thân cận nhất cũng bỏ Gomuchi rời đi. Phía khác chúng ta có siêu sát thủ Sang Hu, kẻ được mệnh danh là chúa tể của những chiếc kiếm. Hắn muốn dẫn một tên tướng quân phản loạn đi tìm kho báu hoàng gia, tìm được rồi hắn sẽ có tiền để dựng một vương quốc nhỏ. Phía bên này nhóm hải tặc đang liên hoan trên thuyền, còn Gomuchi giận dỗi ngồi ăn nấm một mình trên đảo. Nhưng sáng sớm hôm sau nữ hải tặc mới biết chiếc ngà voi đã mất rồi. Cô tìm mãi mới thấy Gomuchi đang trốn trong căn nhà vắng, nhưng không ngờ anh cũng không giữ ngà voi. Hóa ra Gomuchi đã hợp tác cùng Maxi lấy trộm, nhưng Maxi lươn lẹo lừa cho Gomuchi đi lên đỉnh núi, còn hắn ta ở lại thuyền độc chiếm ngà voi. Sao lại có thằng ngây thơ thế chứ lị? Maxi mang theo chiếc ngà đến thị trấn bán cho quan, tại đây gặp được cô nàng siêu trộm, nhưng không ngờ còn chưa kịp bán, Gomuchi đã dẫn theo nữ hải tặc đến bắt lại. Kết quả 3 người bị trói hết vào cái cột buồm. Nữ tướng He Giang ra lệnh cho đao phủ chặt đầu làm gương. Đúng lúc này Gomuchi kêu có giỏi thì chém ta trước, nhưng quả nhiên là anh đã có chuẩn bị từ lâu. Đu dây một mạch lên tới trên đỉnh cột buồm, không ngờ nữ hải tặc đã chờ sẵn trên này từ sáng. Gomuchi mềm lòng đưa ngà voi cho He Giang, tin vào gái sẽ nhận cái kết tê tái. 3 người một lần nữa phải làm lao động nô dịch dưới bong tàu. Qua chiếc ngà voi, phó tướng biết đó là mật mã, nhưng chỉ tướng lĩnh cấp cao mới đọc được mà thôi. Và tất nhiên Gomuchi từng là tướng nên đọc được, nó chỉ đến một địa điểm có dòng sông xoáy nước ngầm. Thế là cả đám khởi hành ngay lập tức, rất nhanh đã đến địa điểm đầu nguồn của dòng sông ngầm. Phía bên này đám sát thủ do Sang Gu cũng đã tìm được manh mối, lập tức cũng dẫn theo binh lính đến địa điểm này. Nhóm hải tặc tiến vào vùng xoáy nước, mỗi người cầm theo một bóng hơi để lấy dưỡng khí lặn sâu. Cứ như vậy xoáy nước kéo mọi người xuống dưới, Gomuchi không may bị đuối nước không kịp thở. He Giang vội vàng bơi theo đuổi kịp kéo anh lên bờ, ra sức hô hấp nhân tạo, nhưng không ngờ tên mặt lợn này lại cố tình làm vật để mà hôn gái. Rất nhanh cả nhóm hải tặc đã lặn tới được một hang động, họ phát hiện ở đây hoàn toàn không có lối ra, chỉ riêng Gomuchi phát hiện ra có luồng gió tới. Thế là anh ra vẻ tinh tướng, thủ lĩnh thì phải biết dùng não nghe chưa. Tên phó tướng thấy ngứa mắt nên đòi đánh Gomuchi, kết quả bị Gomuchi ném cho một cái bay thủng qua lớp màng, mà đằng sau đó là một lối đi nhỏ dẫn tới một kho chứa đầy những cục bạc ở bên trong.
nhưng Gomuchi nói rằng chỉ có bạc thì chưa phải kho báu, bởi theo truyền thuyết nó phải có hàng chục tấn vàng. Ở đây anh đọc được một lá cờ kỳ lạ, đúng lúc này một tiếng nổ lớn xảy ra, đó chính là đám sát thủ bên trên đang dùng mìn để phá. Rất nhanh chúng cũng đã theo lối nhỏ đi vào, Magri tranh thủ lúc này đã học thuộc lá cờ kỳ lạ, cả hai bên cũng lập tức lao vào chiến đấu. Gomuchi kiếm pháp cao cường áp đảo quân địch, bất ngờ lúc này một đường kiếm phóng tới, sát thủ đứng đầu cuối cùng cũng đã ra tay, chỉ một mình cũng đả thương được Gomuchi và nữ tướng. Đúng lúc này đá rơi xuống he răng ngất đi, Gomuchi ở lại đấu kiếm với sát thủ để cung thủ cứu nữ tướng. Đấu kiếm một hồi anh mới nhìn rõ mặt sát thủ, hóa ra ngày trước hắn cũng từng là một tướng quân đánh thuê cho Gomuchi, nhưng vì quá tàn bạo, thậm chí giết luôn cả quân mình để không chậm bước tiến quân. Vì thế mà Gomuchi đuổi hắn và trở thành thâm thù. Bây giờ có vẻ tên sát thủ đang chiếm ưu thế, Gomuchi biết hắn cần kho báu. Thế là anh ném thanh kiếm ra, rồi đẩy hết đám thùng bạc xuống biển, bám luôn một tay vào dây thừng cho thùng bạc lôi đi. Cùng lúc này He Giang đã mang dây thừng chờ sẵn, để hải tặc trên thuyền kéo thùng bạc lên. Nhưng He Giang bên dưới lại hết hơi thiếu khí, Gomuchi lập tức chạm môi để chuyển khí sang. Không may lúc này một con cá voi mắc vàng dây thừng, kéo luôn cả chiếc thuyền hải tặc chồng ngược lên trời, cuối cùng mạnh quá khiến dây thừng đứt sửng. Đang lúc mọi người khóc thương thủ lĩnh, đột nhiên Gomuchi bắn lên không trung, cá voi cũng phụt luôn cả He Giang theo sau bắn lên thuyền. Ngay sau đó là một cơn mưa cá rơi xuống, phía sát thủ ở lại hang động lấy được lá cờ. Đó chính là bản đồ chi tiết kho báu. Phía nữ thủ lĩnh bắt đầu bị nụ hôn của Gomuchi ám ảnh, nhưng dù sao vẫn phải tìm kho báu trước đã, mà muốn tìm được kho báu thì phải có lá cờ. Rất may là Magri xem qua lá cờ nên nhớ rất rõ, lá cờ chỉ rằng phải đi đến đảo Sấm Sét, một nơi mà đến thì chỉ có chết chứ chưa ai trở về. Cùng lúc này đám sát thủ đã lên thuyền, cùng với súng thần công mới được trang bị, cũng tiến thẳng về phía hòn đảo này. Phía bên này Magri nhất định không nói ra đảo Sấm Sét, trừ khi là hắn được làm thủ lĩnh ở đây. Mẹ ơi, thế là cuối cùng con cũng được là thủ lĩnh hải tặc, còn thuyền trưởng thì phải làm nô dịch bên dưới khoang thuyền. Magri được làm thủ lĩnh bắt đầu hạnh hoẹ, quát mắng đám hải tặc phải mang rượu với thịt gà lên. Phía bên dưới He Giang trổ tài làm món gỏi cá, thật sự đúng là một món ăn kinh tởm nhất trên đời. Gomuchi vì tình yêu vẫn cứ khen ngon lắm, thế là nàng được đà cứ đút cho ăn. Buổi tối Gomuchi dẫn nàng lên tháp ngắm trăng, muốn tỏ tình lắm nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, lời nói đến miệng mà cứ phải nuốt vào trong. Sáng hôm sau thuyền của hải tặc đã đến khu vực nguy hiểm, một cơn bão lớn kéo theo là sấm sét đầy trời, những tia sét đánh xuống khiến cánh buồm bốc cháy, sóng biển thì giật nhẹ cũng phải đến cấp 15, đẩy mọi người trên tàu vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy kéo dài suốt một hồi lâu, ai ai cũng phải gồng mình chống đỡ hết sức lực. Sau một hồi rất lâu cuối cùng cũng qua được lớp mây mù, phía sau cơn bão lại là một bầu trời tươi sáng, mà xuất hiện phía xa chính là hòn đảo kho báu Hoàng gia. Cả nhóm lập tức dùng thuyền nhỏ lên đảo, ai ai cũng nhìn Magri chằm chằm, bởi vì bây giờ hắn là thuyền trưởng nên mọi người chờ lệnh. Magri ngốc nghếch chả biết làm thế nào, kết quả hắn bắt mọi người đào tung hết hòn đảo lên tìm kho báu. Cùng lúc này đám sát thủ tìm kho báu cũng đã tới phía nam hòn đảo, bọn chúng theo bản đồ trên lá cờ biết được kho báu trên đỉnh núi, mà Gomuchi tinh ý nhận ra sét đánh liên tục vào một điểm, cũng đoán ngay được kho vàng có thể ở trên đỉnh núi kia. Anh quyết định sẽ một mình lên đó do thám, trước khi đi còn mạnh dạn tỏ tình với He Giang. Đột nhiên nàng nắm lấy tay cứ tưởng hôn một cái, ai ngờ lại đưa cho con cá thối khắm mù, quả nhiên là mỹ vị nhân gian hiếm có. Gomuchi mang theo con cá và niềm hy vọng cứ thế trèo lên, vì tình yêu thì bao nhiêu khó khăn anh cũng sẽ vượt qua hết, chả mấy chốc đã lên được tới đỉnh núi rồi. Cũng vừa hay đám sát thủ đã hành quân tới, Gomuchi chỉ đánh nấp gọn vào một nơi, sát thủ hối quân lên nhổ cọc, không ngờ bên dưới là rất nhiều bẫy chết người. Hắn chợt nhớ tới lá cờ của tướng cho rong, quả nhiên nhổ cái cột này chính là kho báu bên dưới. Cùng lúc này phía dưới bờ biển, thuyền của sát thủ đã khai hỏa nổ tan tàu của hải tặc, chả mấy chốc đẩy tàu mình sắp chìm. Gomuchi bên trên vô tình cũng lộ vị trí, xem chừng khó mà thoát nổi nơi đây. Nữ tướng lúc này chia hải tặc làm hai nhóm, một nhóm sẽ đi cứu Gomuchi, còn một nhóm sẽ theo cô đi cướp thuyền của bọn sát thủ. Chỉ có mỗi Magri là không có việc gì làm. Phía bên trên sát thủ đào chiếc hòm lên, không ngờ rằng chỉ có một chiếc mặt nạ và bên trong toàn đá. Gomuchi vội lao tới cướp được chiếc mặt nạ, cũng chính là lúc đàn em hải tặc của anh tới nơi. Cứ như vậy hai bên lao vào chiến đấu, có lẽ chiếc mặt nạ chính là chìa khóa để vào kho vàng. Gomuchi đề nghị một đấu một với tên sát thủ. Hai cao thủ đệ nhất kiếm Hàn Quốc cứ thế chém nhau, ai thắng thì sẽ chiếm được kho báu. Đám đàn em hai bên cổ vũ nhiệt tình, không may đánh quá mạnh khiến chiếc mặt nạ rơi xuống biển. Cùng lúc này Magri đuổi theo chim cánh cụt, không ngờ chú chim cứ thế lôi tuột anh đi một đoạn khá xa, đến khi ngoi lên lại nhặt luôn được chiếc mặt nạ, và trùng hợp thay đó chính là hang động chứa kho báu. Cùng lúc này nhóm hải tặc đã tiếp cận tàu địch, cung thần ra tay nhanh chóng hạ nhiều tên. Nữ tướng He Giang thuận thế cầm kiếm lên thuyền chém giết, quay tay một hồi kẻ địch chết như ngả dạ. Còn Magri lúc này đã bơi vào được trong hang, bên trong là một chiếc thuyền vàng chứa đầy kho báu, quả nhiên là thánh nhân đãi kẻ khù khở. Nhưng có vẻ lũ chim cánh cụt không muốn kho báu bị mang đi, vừa đánh Magri vừa ìa vào mặt đến khổ. Phía bên ngoài hải tặc vẫn giao chiến với quan quân, không may núi lửa phun trào phá hỏng luôn chiến thuyền,
He Giang thuận thế xoay người hạ gục tướng địch, đang nghĩ rằng không còn thuyền để rời khỏi đây, thì lúc này Mạc Di đã lái con thuyền vàng lao tới. Phía bên trên Gò Mù Chỉ vẫn đang đánh nhau với sát thủ, một tia sét đánh xuống nổ tung khán đài, mọi người chợt dừng lại để nhìn xuống dưới. Đó chính là thuyền vàng chứa kho báu hoàng gia, tên quan quân quyết bắn nổ tàu vàng. He Giang nhanh chân đạp đại bác sang tự bắn vào chúng, thuận theo vụ nổ bay về thuyền của mình, nhờ vậy mà cứu được cả đám hải tặc. Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, phía bên dưới đáy biển đã xảy ra động đất, mặt biển chia đôi tạo thành một xoáy nước khổng lồ, cứ như vậy hút luôn chiếc tàu vàng xuống dưới. He Giang vội ra lệnh dương buồm đi ngược lên, tiếp theo lại một cơn địa chấn lớn hơn nữa, biển dựng ngược lên một cơn sóng cao hơn núi Thái Sơn. Nhìn thấy vậy He Giang muốn lướt sóng, cố gắng bẻ lái cho chiếc thuyền lướt theo chiều sóng đổ. Nhóm hải tặc cố gắng hết sức để giữ cánh buồm, nhờ sức gió của sóng để đẩy thuyền đi thật nhanh, cuối cùng chiến thuyền vượt qua được cơn sóng cuối. Đám hải tặc nhờ vậy mà thoát chết thần kỳ. Và bây giờ là đến lượt Gò Mù Chỉ, sát thủ chém cụt kiếm rồi đâm thủng phổi Gò Mù Chỉ. Phó tướng thấy vậy ném thanh kiếm, Gò Mù Chỉ thuận thế rút kiếm ra chém chết sát thủ. Thật đúng là một cái kết viên mãn tuyệt vời. Gò Mù Chỉ muốn tỏ tình nhưng vẫn còn ngại, đúng là đồ ngốc, thôi để thủ lĩnh hải tặc ra tay thì hơn. Gò Mù Chỉ cuối cùng quyết định dùng hết kho báu về cứu giúp dân nghèo. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Bye bye.